Đường xưa mây trắng, chương 24. Hãy đi như những con người tự do. Tin Niasa đi xuất gia bắt đầu được lan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của Yasa là Vimala, Subahu, Punaji và Gavampati. Một hôm rủ nhau tìm tới vườn lộc uyển. Trên đường đi, Subahu nói: nếu Yasa chịu đi tu thì ông thầy của Yasa phải là một người rất giỏi, và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Tôi biết Yasa ít phục ngài lắm. Vimala trả lời: không chắc như thế. Có thể là Yasa bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. Tháng sau hay một năm sau, anh chàng hoàn tục cũng chưa biết chừng. Gavampati nói: anh Vimala coi thường Yasa quá. Tôi thấy tánh Yasa trầm lặng và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm. Bốn người vào gặp Yasa. Yasa đem các bạn mình giới thiệu với Bụt. Yasa bạch: lạy Bụt, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Bụt đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát. Bụt ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Vimala ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Bụt nói, chàng càng thấy thấm. Cuối cùng Vimala đề nghị các bạn xin Bụt cho cả bốn chàng xuất gia theo Yasa. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Bụt để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha, Bụt ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kondana dạy dỗ. Bạn bè cũ của vị khất sĩ Yasa đông có tới hàng trăm người. Tin Yasa và bốn người bạn thân đi tu chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn. Hơn 120 người đã tập họp về nhà của Yasa và cùng rủ nhau đến vườn lộc uyển để thăm hỏi. Họ đều là những người trai trẻ, tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời. Nghe tin họ đến thăm, khất sĩ Yasa ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuật cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói cho họ về Bụt. Cuối cùng, thầy đưa tất cả 120 người bạn vào yết kiến người. 120 người trẻ vây quanh. Bụt bắt đầu nói chuyện về con đường thánh thiện có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tìm đạo của người, và nói đến chí nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Bụt nói một cách say mê. Cuối cùng, 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và có con. Yasa thỉnh Bụt chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Bụt bằng lòng. Rất sung sướng, Yasa bạch với thầy: ngày mai con xin Bụt cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bát mới cho những vị tân khất sĩ. Tại vườn lộc uyển, từ hôm đó, ngoài Bụt đã có cả thầy 60 vị khất sĩ. Bụt ở lại vườn lộc uyển thêm 3 tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng xuất gia. Trong thời gian ấy, hàng trăm cư sĩ đã đến vườn này để xin Bụt chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ. Bụt dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Ngài cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của vạn hữu trong thế giới hiện tượng. Phép duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Vạn vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương vào nhau nên mọi vật mới có thể có mặt. Và vì vậy, trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Phép quán duyên khởi này là cánh cửa, do đó người tu thoát ra được khỏi sinh tử.
Vem quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến lâu đời, như kiến định vũ trụ đã được một nguyên do đầu tiên sinh khởi. Dù nguyên do đó là một vị thần linh hay là một chất liệu làm căn bản cho hiện hữu, như đất, nước, lửa hay là không khí. Với tình thương, với ý thức trách nhiệm của một bậc thầy cũng như của một anh cả, Bụt chăm sóc và dạy dỗ 60 vị khất sĩ một cách tận tình. Người lại giao phó cho 5 người đệ tử đầu trách nhiệm dìu dắt các vị khất sĩ mới học. Còn Đà Na dìu dắt 20 vị. 4 người khác, Vadiya, Vapa, Mahana và Asaji, mỗi người dìu dắt 10 vị. Đại chúng bước những bước rất vững và mạnh trên con đường tu học. Khi thấy phần lớn các vị khất sĩ dưới sự hướng dẫn của mình đã có được bản chất và tư cách của những người hành đạo, Bụt tập hợp đại chúng lại và nói: các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói. Chúng ta là những con người tự do, không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Quý vị đã biết đường đi, quý vị hãy tinh tiến dũng mãnh bước trên con đường ấy. Quý vị có thể rời khuôn viên Lộc Uyển, hãy đi như những con người tự do để mang ánh sáng của đạo tỉnh thức đến tận những chốn hang hố thẳm. Đi đến để gieo rắc hạt giống giải thoát và giác ngộ. Đi để đem an lạc đến cho con người. Quý vị hãy dạy đạo lý giải thoát, nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu đến cuối, từ hình thức cho đến nội dung. Nhân gian sẽ thừa hưởng được công trình hoằng pháp của quý vị. Còn tôi cũng sẽ lên đường. Trong ít lâu nữa, tôi sẽ đi về phương Đông. Tôi muốn về thăm cội Bồ Đề và các em bé ở thôn Uruvela. Và sau đó, tôi sẽ về thăm một người bạn tri kỷ ở Rajagaha. Các vị khất sĩ nghe theo lời Bụt dạy. Một số lớn, khoác y và mang bát lên đường hành hóa. Chỉ còn 10 thầy ở lại vườn Lộc Uyển với Bụt. Nhưng từ mấy tháng nay, tại hai vương quốc Kasi và Magadha, nhiều người đã nghe nói về Bụt và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ Sakya đã đi tu và thành đạo và đang giảng dạy tại vườn Lộc Uyển, gần thành Varanasi. Nghe tin này, nhiều vị sa môn từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt ngộ được gì, rất lấy làm phấn khởi. Từ nhiều địa phương khác nhau, họ tìm về Isipatana. Nhiều người đã sung sướng được nghe Bụt thuyết pháp và đã phát nguyện sống đời xuất gia dưới sự chỉ dạy của người. Các vị khất sĩ học trò của Bụt đi hàng hóa mọi nơi cũng đã bắt đầu đưa về vườn Lộc Uyển rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia. Số lượng học trò xuất gia của Bụt vì vậy lại tăng lên rất chóng. Một hôm, Bụt tập hợp đại chúng lại, người nói: các vị khất sĩ, tôi nghĩ rằng tôi không cần trực tiếp làm lễ thọ giới xuất gia cho tất cả những ai muốn sống đời sống phàm hạnh theo con đường tỉnh thức. Nếu bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc Uyển gặp tôi, thì điều đó sẽ gây ra nhiều bất tiện. Điều bất tiện thứ nhất là các thầy phải bỏ dở công việc hoàng hóa để đưa người giới tử về tận đây. Điều bất tiện thứ hai là người giới tử không được thọ giới ngay tại chỗ cư trú của mình với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc. Trái lại, phải đi đường dài, có khi mất cả mười mấy ngày mới tới được đây. Điều bất tiện thứ ba là tôi bị bắt buộc ở tại đây mãi mãi. Tôi cũng là một con người tự do như quý vị, và tôi cũng muốn được tự do đi đâu thì tùy ý tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng các thầy có thể làm lễ chuyển giới xuất gia cho những giới tử nào hợp đủ điều kiện và làm lễ ngay tại địa phương hành đạo của mình. Đại đức Kondana đứng lên chắp tay lạy Bụt: như vậy thì xin Bụt dạy cho chúng con phương pháp làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học để chúng con có thể làm lấy khi trường hợp xảy ra. Bụt nói: thì quý vị đã từng thấy tôi làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi, quý vị cũng có thể làm như thế. Vị khất sĩ Asaji đứng dậy trình bày: lạy Bụt, nhân cách của Bụt rất lớn, thành ra người không cần phải có nghi thức rầm rà. Nhưng đối với chúng con,
một nghi thức tối thiểu để sử dụng trong lúc làm xuất gia rất là cần thiết. Sư huynh Kondana, xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi. Copud ở đây, người sẽ chỉ dạy cho chúng ta thêm. Khất sĩ Kondana im lặng một lát để suy nghĩ, rồi ông lên tiếng. Lạy Bụt, theo con thì việc trước tiên phải cho người giới tử cạo sạch râu tóc. Sau đó, giới tử được dạy cho cách mặc áo ca sa. Khi mặc ca sa vào rồi, giới tử phải vạch trần vai bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Bụt. Vì vậy, giới tử quỳ xuống dưới chân người là phải, chắp tay lại thành búp sen. Giới tử đọc: Con nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Lặp lại 3 lần như vậy thì người giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Bụt. Lạy Bụt, con mà mỗi đề nghị như thế, không biết con có phạm vào lỗi lầm nào không? Bụt dạy: Nghi thức thầy đề nghị hay lắm, vậy tôi xin xác định với đại chúng. Quý vị đọc 3 lần tam quy dưới chân một vị khất sĩ thì có thể trở nên một vị khất sĩ. Đại chúng hoan hỷ tuân theo lời Bụt dạy. Sau đó mấy hôm, vào một buổi sáng đẹp trời, Bụt khoác áo cầm bát, một mình rời khỏi vườn Lộc Uyển, người hướng về phương Nam, tìm lối vượt sông Hằng để đi về vương quốc Magadha. Đường xưa mây trắng. Chương 25: Đỉnh cao của nghệ thuật. Con đường này Bụt đã từng đi. Người đi thong thả và ngắm nhìn cảnh vật. Trời gần trưa, người ghé khất thực ở một xóm ven đường. Rồi người mang bát đi vào một khu rừng yên tĩnh gần đó để thọ trai. Thọ trai xong, Bụt đi kinh hành trong rừng. Và sau đó, người tìm một gốc cây mát ngồi xuống để tính tọa. Được sống trở lại một mình trong rừng, Bụt rất hoan hỷ. Người ngồi tính tọa được ngồi lâu thì thấy một đám thanh niên đi ngang. Đây chắc là những thanh niên có nhà khá giả, bởi vì người nào cũng ăn mặc thơm tất sạch sẽ. Họ vào khoảng 30 người, nhiều người cầm nhạc cụ trong tay. Thấy Bụt, họ ngưng lại. Thanh niên đi đầu cúi đầu chào và hỏi người: Sa môn, ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không? Bụt hỏi: Các bạn tìm cô gái ấy để làm gì? Người thanh niên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ đều là dân thành phố Banarasi. Họ vào rừng này từ sáng để tổ chức một cuộc vui. Họ có đem theo nhiều nhạc cụ và một cô vũ nữ. Sau khi đàn hát, múa nhảy và ăn uống, cả bọn đều tìm chốn ngả lưng để ngủ trưa. Trong khi mọi người ngủ trưa, cô gái đã đánh cắp một số những đồ châu báu trang sức của bọn con trai và bỏ đi mất. Các chàng trai thức dậy thấy thế rủ nhau đi lùng bắt cô gái. Bụt nhìn các chàng trai và trầm tĩnh nói: Này các bạn, trong giờ phút này, các bạn nên đi tìm cô gái hay là nên đi tìm chính các bạn? Các cậu con trai ngạc nhiên. Phong thái của ông thầy tu đã đặc biệt, mà câu hỏi của ông ta cũng đặc biệt. Câu hỏi đó làm các cậu giật mình. Họ rủ nhau ngồi xuống, vây quanh Bụt. Chàng trai đầu đàn nói: Bạch Sa Môn, có lẽ chúng con nên đi tìm chúng con trước. Bụt nói: Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta hay ưa trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta, nhưng quả thực ta chưa hề thực sự tiếp xúc ta với ta. Bởi vì tâm ta cứ rong ruổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai. Chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực, đó là trở về với giây phút hiện tại.
Nếu các em biết trở về với giây phút hiện tại, thì các em trở nên tỉnh thức. Và lúc đó, các em mới có cơ hội tìm được các em. Các em hãy nhìn những đọt lá xanh và ánh sáng mặt trời đang lọc qua những đọt lá ấy. Các em đã từng có dịp thật sự ngắm nhìn màu xanh của lá cây trong trạng thái trầm lặng và tỉnh thức của tâm tư chưa? Màu xanh ấy là một khía cạnh vi diệu của sự sống. Nếu các em chưa bao giờ thực sự nhìn màu xanh ấy, thì bây giờ đây, các em hãy thử nhìn đi. Các chàng thanh niên yên lặng, theo ngón tay trỏ của Bụt, họ ngước nhìn ngọn lá xanh đang run nhẹ dưới làn gió thoảng của buổi trưa hè. Một lát sau, Bụt quay lại với chàng trẻ tuổi ngồi gần bên người và nói: "Em có ống sáo, vậy em hãy thổi sáo đi." Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng lấy sáo ra, ngồi lại ngay ngắn. Anh ta đưa ống sáo lên thổi. Mọi người lắng nghe, tiếng sáo đượm buồn như tiếng than khóc của một cuộc tình duyên lỡ làng. Trong khi anh thổi sáo, mắt Bụt không rời khỏi anh. Khúc sáo chấm dứt, rừng chưa đượm buồn, mọi người im lặng, Bụt cũng im lặng. Bỗng nhiên, người thanh niên thổi sáo quay lại, cầm đưa ống sáo cho Bụt. "Sa môn, ngài thổi sáo đi." Bụt mỉm cười, tất cả các chàng trai đều cười rộ. Ai cũng cho anh chàng là ngộ nghĩnh. Đã có ai đưa ống sáo để bảo một vị sa môn thổi bao giờ? Nhưng Bụt đã đưa hai tay tiếp nhận ống sáo. Mọi người đều nhìn về vị sa môn. Sự tò mò trong mỗi người được kích thích. Bụt thở những hơi thở thật dài và thật nhẹ, rồi người nâng ống sáo lên ngang miệng. Hình ảnh người con trai thổi sáo năm xưa trong vườn thượng uyển thành Kapilavastu hiện ra trong Bụt. Đó là một đêm trăng. Đó là bà Mahaprajapati ngồi trên ghế đá đang im lặng lắng nghe. Đó là Yasodhara với đỉnh trầm thơm mới đổi. Bụt bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo nhẹ như một làn khói nhỏ lơ lửng và nhẹ nhàng đi lên từ một mái tranh nghèo nào đó ở ngoài thành Kapilavastu trong giờ nấu cơm chiều. Rồi làn khói bỗng nhiên tỏa rộng trên không gian như một đám mây. Đột nhiên đám mây biến thành một đóa sen ngàn cánh, mỗi cánh hoa một màu sắc khác nhau lấp lánh trong ánh nắng chiều. Đột nhiên một người thổi sáo biến thành 1.000 người thổi sáo. Tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đều được chế biến thành âm thanh. Âm thanh muôn màu muôn sắc. Âm thanh khi thì nhẹ như gió thoảng, khi thì mau như tiếng mưa rào, khi thì trong như tiếng hạc, khi thì đậm đà như tiếng du con, khi thì sáng rỡ như ngọc lưu ly, khi thì hùng vĩ như tiếng hải triều, khi thì im lặng như nụ cười của người đã thoát ly được sự hơn thua còn mất. Chim chóc trong rừng đã im hơi lặng tiếng, và gió chiều cũng đang thổi rì rào trong rừng lá. Rừng được bao phủ bởi một không gian thanh tịnh, an lạc và nhiệm màu. Tất cả các chàng thanh niên ngồi bên Bụt đều trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Họ hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại. Tiếng sáo đưa họ về với những màu nhiệm của giây phút hiện tại. Họ có rừng cây, họ có Bụt, họ có tiếng sáo, họ có nhạc, họ có bản thân họ. Tiếng sáo đã chấm dứt, nhưng tiếng sáo vẫn còn. Không có chàng thanh niên nào nghĩ tới cô vũ nữ và những châu ngọc bị đánh cắp. Họ ngồi yên lặng rất lâu. Cuối cùng chàng thanh niên thổi sáo lên tiếng hỏi Bụt: "Sa môn, thầy thổi sáo thật hay. Con chưa bao giờ nghe ai thổi sáo kỳ diệu như vậy. Thầy đã học với ai? Con có thể theo thầy để học thổi sáo được không?" Bụt mỉm cười: "Hồi nhỏ tôi đã học thổi sáo, nhưng 7 năm nay tôi không có dịp thổi. Đây là lần thứ nhất tôi thổi sáo trở lại sau 7 năm. Nhưng tiếng sáo bây giờ lại có chất liệu hơn tiếng sáo ngày trước." "Tại sao thế thưa sa môn? Tại sao sau 7 năm không tập dượt mà tiếng sáo thầy lại hay hơn?" "Thổi sáo hay không phải là chỉ do tập dượt nhiều. Sở dĩ tôi thổi được hay hơn ngày xưa là tại vì tôi đã tìm được chính tôi.
nghĩa là tôi đã tìm ra được đạo giác ngộ. Em không thể đạt tới chốt tuyệt vời của nghệ thuật nếu em không lên tới được chốt tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy, nếu em muốn thổi sáo hay, thì em phải tu học theo con đường tỉnh thức. Rồi Bụt bắt đầu giảng cho các chàng thanh niên về đạo giác ngộ, về bốn sự thật và con đường bát chánh. Và 10 người thanh niên nghe người giảng đều được tỏ ngộ. Tất cả đều quỳ xuống tỏ ý xin làm môn đệ xuất gia của người. Bụt vui lòng làm lễ xuất gia cho họ ngay tại chỗ và bảo 30 chàng thanh niên tìm ngay về vườn Lộc Uyển để gặp Đại Đức Konanda. Người dặn họ trình bày tự sự với thầy Konanda và xin thầy cho cạo bỏ râu tóc, khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học. Người bảo trong một tương lai gần họ sẽ được gặp lại người. Đêm ấy, Bụt nghỉ trong rừng. Sáng hôm sau, người vượt sông Hằng rồi theo bờ sông đi về phương đông. Người dự định sẽ ghé thăm bọn trẻ tại thôn Uruvela trước khi đi về Rajagaha gặp vua Bimisara theo lời hứa cũ. Đường xưa mây trắng, chương 26. Nước cũng đi lên như lửa. 7 hôm sau, Bụt về tới Uruvela. Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội bồ đề. Bụt nghỉ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Svatika ở bờ sông Niranjara. Svatika thấy Bụt rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông. Rồi Bụt bảo Svatika đi cắt cỏ. Người cũng học cắt cỏ với cậu bé. Một lát sau tạm biệt Svatika, Bụt khoác áo ngoài, nâng bát vào xóm để hóa trai. Chiều hôm sau, bọn trẻ rủ nhau đến thăm Bụt. Sujata và Svatika đem theo các bạn rất đông. Các em của Svatika đều có mặt. Bọn trẻ đi gặp Bụt và mừng khôn xiết. Bụt kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần một năm qua. Và Bụt hứa là khi Svatika 20 tuổi, Bụt sẽ cho cậu xuất gia để học đạo. Bụt nói vào tuổi ấy, Svatika đã có thể theo Bụt, vì lúc ấy các em của Svatika đã lớn cả rồi. Bọn trẻ cho Bụt biết là gần nửa năm nay, có một đoàn đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng. Họ đông lắm, có tới gần 500 người. Họ không cạo đầu như các vị Sa Môn, tóc họ kết và bới trên đầu. Người đứng đầu tên Kassapa rất được mọi người kính nể. Họ theo đạo thờ cúng thần lửa. Sáng hôm sau, Bụt tìm tới trú sở của đạo sĩ Kassapa. Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở biển rừng phía bên kia sông. Họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. Áo của họ được làm bằng vỏ cây. Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng, nhưng họ không đi khất thực. Họ tự nấu nướng lấy. Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế. Dừng chân bên một túp lều, Bụt nói chuyện với các đạo sĩ Bà La Môn. Các vị này cho biết lãnh tụ của họ, tôn giả Kassapa, là một người tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà, sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu có chứng. Tôn giả Kassapa có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà La Môn, cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái bái hỏa, thờ lửa, như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Naji Kassapa, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử, cư trú và hành đạo trên bờ sông Niranjara cách Uruvela chừng một ngày đường về hướng Bắc. Người em thứ hai tên là Gaya Kassapa, lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử cư trú và hành đạo tại Gaya. Tôn giả Kassapa vì cư trú và hành đạo tại Uruvela nên được gọi là Uruvela Kassapa. Ông rất được hai người em của mình tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà La Môn đưa Bụt đến ý kiến tôn giả Kassapa tại tỉnh xá của ông.
tôn giả Kassapa tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn giỏi. Thấy vị sa môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, tôn giả đem lòng kính nhiều ngày. Ông tiếp Bụt như một người thượng khách. Kassapa mời Bụt ngồi xuống trên một khúc cây cưa sẵn ngoài sân tịnh xá, và ông ngồi xuống khúc cây đối diện. Hai người đàm đạo hồi lâu. Kassapa rất đỗi ngạc nhiên khi thấy vị sa môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông và bộ thánh thư Vệ Đà. Ông hoảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong Vệ Đà mà ông chưa nắm vững được. Vị sa môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ huyền ảo nhất của các bộ Atharva Veda và Rig Veda, những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra là ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự vựng học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn, không có điều gì mà vị sa môn này không thông. Chưa hôm ấy, Bụt nhận lời thọ trai với Uruvela Kassapa, xếp áo ngoài lại thành 4 để trải thành tòa cụ trên bờ cỏ. Bụt ngồi đoan nghiêm thọ trai trong im lặng. Kassapa thấy đạo phong uy nghiêm của người thì rất cảm phục. Ngồi bên vị khách sa môn, ông cũng giữ sự im lặng đoan trang để thọ trai. Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Kassapa, Bụt hỏi: Này hiền giả hãy nói cho tôi biết tại sao thờ thần lửa lại có thể đem lại cho ta sự giải thoát. Tôn giả Uruvela Kassapa giữ im lặng một lát. Ông biết rằng đối với vị sa môn có trí tuệ xuất chúng này, ông không thể trả lời một cách khinh suất và dung thường được. Ông ta đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông, nhưng ông biết chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó. Kassapa bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên, nghĩa là từ Brahma. Vì vậy, trong các hỏa viện, nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái Bái Hỏa, luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt ở vị trí trung ương. Kinh Atharva Veda có nói về phép thờ lửa. Lửa là sự sống, nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối, muông thú và con người. Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của vạn vật. Thức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa. Con người nhờ lửa mà trở về hợp nhất được với Thiên Chủ Brahma vậy. Thân lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện, như có 2 cái đầu. Một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể. Có tới 40 phép tế lửa. Người đạo sĩ phái Bái Hòa phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát. Đạo sĩ kịch liệt chống lại những tu sĩ Bà La Môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc. Ông nói những vị Bà La Môn đó đã xem công việc đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có, và như vậy là làm mất giá trị của truyền thống đạo đức Bà La Môn. Tôn giả Kassapa, ngài nghĩ thế nào về những người cho rằng nước là bản chất uyên nguyên của sự sống, nước bắt nguồn từ Phạm Thiên và nước có công năng tịnh hóa con người, giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên? Kassapa im lặng. Ông nghĩ tới hàng trăm vạn người ngay trong giờ khắc này đang tắm mình trong nước sông Hằng và trong những dòng sông được xem là linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng để sau này có thể trở về với Phạm Thiên. Một lát sau ông nói: Sa môn Gotama, nước không thật sự giúp ta siêu thoát được. Nước đi xuống trong khi lửa lại bốc lên. Khi ta chết, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói. Tôn giả Kassapa, ngài nói như vậy e không đúng. Đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là nước đấy, và nước cũng có thể bay lên. Khói cũng chỉ là hơi nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại. Vạn vật
như ngài đã biết, luôn luôn luân chuyển tuần hoàn. Nhưng vạn vật có một nguyên ủy, và vạn vật có thể trở về nguyên ủy ấy. Tôn giả Kassapa, vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây. Đất, nước, hơi nóng, hạt mầm, thân cây, đám mây, mặt trời, không gian, thời gian đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. Thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành. Tất cả loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều vâng theo luật duyên sinh ấy. Nguyên ủy của một vật là vạn vật. Tôn giả hãy quan sát kỹ xem, có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu. Nhân quả là trùng trùng. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do sự thiếu quán chiếu mà ra. Này tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành, trong đó có nhận thức của tôn giả. Vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng. Trời đã tối. Đạo sĩ ngỏ ý mời Bụt ngủ lại trong túp lều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Kassapa mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình. Vị sa môn này đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi. Nhưng Bụt ngần ngại. Từ lâu người đã ưa nghỉ đêm một mình. Bụt ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong hòa viện. Vị đạo sĩ Bà La Môn nói, mấy hôm nay có một con rắn lớn chui vào núp trong hòa viện, đuổi thế nào cũng không đi. Sa môn Gotama không nên nghỉ đêm trong ấy, có thể là nguy hiểm. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ. Xin ngài nghỉ đêm tại đây cho an toàn. Bụt nói, tôn giả an tâm, tôi muốn được nghỉ đêm trong hòa viện chắc cũng không sao. Bụt nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi trong núi rừng cao thẳm, có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người, có khi đang ngồi tĩnh tọa, người trông thấy những con rắn thật lớn bỏ ngang qua trước mặt. Bụt biết là nếu mình cẩn thận đừng làm cho các loài này hoảng sợ thì chúng sẽ không động tới mình. Thấy Bụt đã nhất quyết, Kassapa nói, Sa môn Gotama đã muốn nghỉ đêm tại hòa viện thì xin cứ tự tiện, ngài muốn ở đó bao lâu cũng được. Đêm ấy Bụt nghỉ trong hòa viện. Trên bàn thờ trung gương, lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn, mỗi đèn có nhiều bấc. Góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn, có lẽ là những khúc gỗ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ. Bụt nghĩ nếu có một con rắn cư trú trong hòa viện thì con rắn đấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn góc đối diện, xếp áo ca sa ngoài thành bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt đầu tĩnh tọa. Khi Bụt ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Bụt thấy một con rắn thiệt lớn nằm khoanh tròn giữa hòa viện. Trước mặt người, Bụt lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với chính mình. Rắn ơi, con hãy ra ngoài rừng cho an ổn. Giọng nói của Bụt chứa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trườn đi, hướng về phía cửa. Bụt cũng ngả lưng xuống tọa cụ. Khi Bụt thức giấc, thì ánh trăng khuya chênh chếch chiếu vào nơi người nằm. Trăng 18 thật sáng. Bụt muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành. Người ngồi dậy, cuốn áo, rũ bụi, rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi hòa viện. Và lúc trời tang tảng sáng thì hòa viện bốc cháy, không biết vì lý do gì. Các vị đệ tử của đạo sĩ Kassapa thấy lửa đều hoảng hốt la lớn. Mọi người chạy đi tìm bình, xuống nước sông múc nước để tưới. Nhưng tất cả mọi sự cố gắng đều vô hiệu. Nước thì ít, lửa thì nhiều. Cuối cùng, hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn. Hòa viện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Uruvela Kassapa có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vị sa môn đức hạnh và tài ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu sa môn Gotama nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình thì bây giờ đâu đến nỗi này.
Giữa lúc ấy thì Bụt xuất hiện, đang đi thiền hành trên đồi cao. Người trông thấy lửa và người đã trở về. Thấy Bụt, đạo sĩ Kassapa mừng quá chạy lại và nắm lấy tay người. May quá, may quá, Sa môn Gotama vẫn an toàn, không sao cả, tôi mừng lắm. Bụt trao bình bát của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp, rồi đặt tay lên vai vị đạo sĩ Bà La Môn. Cảm ơn tôn giả, tôi vẫn được an toàn. Bụt biết hôm nay là ngày đạo sĩ Uruvela Kassapa thuyết pháp. Nghe nói trong số những người nghe pháp, ngoài 500 vị đệ tử tu sĩ, sẽ còn có gần 1.000 người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa, ngay sau giờ thọ trai. Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái. Sáng ấy Bụt mang bát vào thôn xóm để khất thực. Khất thực xong, người đi về phía hồ sen, ngồi bên bờ sông, người thọ trai vào lại đó. Đến xế chiều thì đạo sĩ Kassapa tìm tới. Kassapa đã đi tìm Bụt sau giờ thọ trai và thuyết pháp. Vị đạo sĩ nói: Sa môn Gotama, hôm nay vào giờ ăn trưa chúng tôi chờ mãi không thấy ngài. Chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường, tại sao ngài không tới? Bụt nói với Kassapa là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp. Tại sao Sa môn Gotama lại không muốn có mặt trong buổi tôi thuyết pháp? Bụt mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì. Vị đạo sĩ Bà La Môn cũng nín thinh, đồng thấy vị Sa môn này biết được suy tư của ông. Vị Sa môn thật vừa thông minh vừa tế nhị. Hai người ngồi trên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ Kassapa hỏi Bụt: Hôm qua Sa môn Gotama nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt. Vậy khi các nhân duyên tan rã, con người đi về đâu? Bụt nói: Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm Atman, nghĩa là ý niệm về một cái ta thường tại bất biến. Chúng ta đã quen nghĩ rằng khi thân xác ta tan rã, cái ngã ấy vẫn còn tồn tại và có thể trở về với nguồn gốc của nó là Phạm Thiên để mà cộng chú với ngài. Này tôn giả Kassapa, đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ. Tôn giả Kassapa nên biết vạn pháp từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này sinh ra vì cái kia sinh ra, cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt. Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiệm mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán. Trong thực tại không có một cái gì đồng nhất và bất biến, không có tự ngã, dù là đại ngã hay tiểu ngã. Này tôn giả Kassapa, ngài từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức chưa? Con người có mặt là do sự tập hợp và vận hành của năm món ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, trong đó không có một yếu tố nào thường tại. Đạo sĩ Kassapa im lặng hồi lâu. Một lát sau ông hỏi: Như vậy, người ta có thể nói Sa môn Gotama chủ trương thuyết hư vô không? Bụt mỉm cười lắc đầu: Không, ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong rừng tà kiến dày đặc. Ý niệm về hư vô cũng tai hại như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến. Tôn giả Kassapa, ngài hãy nhìn mặt hồ Anuttata đây. Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen, hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước hồ cũng như lá sen, hoa sen và gương sen đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp và có mặt. Và trong tư thể của chúng ta không hề có một thực thể bất biến và thường tại. Kassapa ngừng lên nhìn vào mặt Bụt: Vậy nếu không có ngã, không có Atman, thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai? Và ai là người được giải thoát?
Bụt nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn, cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời, nhưng cũng êm dịu như ánh trăng. Và người nói với một nụ cười: Tôn giả Kassapa, hãy thử tự tìm lấy câu trả lời. Hôm khác ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hai người trở về trú sở. Uruvela Kassapa nhường tịnh xác của mình cho Bụt nghỉ đêm. Ông sang nghỉ đêm tại túp lều của người đệ tử lớn. Bụt nhận thấy vị đạo sĩ Bà La Môn này rất được các đệ tử quý mến. Người nào cũng vâng lời tôn giả Kassapa một cách cung kính.